Akira fan lần đầu lộ diện sau cuộc đại tu nhan sắc, chưa lấy lại vóc dáng mơ ước nhưng bảnh bao hơn hẳn. Akira fan đã quay trở lại với công việc sau thời gian dài, chi 300 triệu trùng tu lại vẻ bề ngoài. Sau khi tiết lộ chi tới 300 triệu để cải thiện vẻ bề ngoài bằng cách hút mỡ bụng, bắp tay, mỡ đùi, nhấn mí, cấy tóc tạo hình sáo múi, Akira fan đã chính thức trở lại các hoạt động nghệ thuật. Theo đó, trong lần xuất hiện mới đây nhất trên một kênh truyền hình, nam ca sĩ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ khán giả. Có thể thấy, hiện Akira fan đã hồi phục sức khỏe và tươi tỉnh, rạng rỡ hơn hẳn. Mặc dù vóc dáng của anh vẫn chưa thực sự thon gọn như mong muốn, nhưng diện mạo đã bảnh bao, điển trai hơn rất nhiều. Đáng chú ý nhất là mái tóc tạo kiểu gọn gàng thay thế cho kiểu đầu trọc, cũng giúp giọng ca mùa đông không lạnh ghi điểm lớn với người đối diện. Akira fan cho biết, sau phẫu thuật thẩm mỹ, hiện sức khỏe anh đã ổn định, chỉ còn hơi sưng ở một số vị trí trên cơ thể. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường trong thời gian không xa. Akira fan trong lần đầu xuất hiện tại cuộc đại tu nhan sắc, nam ca sĩ bảnh bao điển trai thấy rõ, khác xa hình ảnh phát tướng và mái đầu trọc khó nhận ra trước đây. Hình ảnh Akira fan nằm trên giường bệnh sau cuộc đại tu, để lại diện mạo như mong muốn từng được anh chia sẻ cách đây không lâu. Trước đó, vào giữa năm 2018, Akira fan từng cho biết anh đã tăng 13kg trong vòng 2-3 tháng sau lần mổ đầu gối. Thời điểm đó, nam ca sĩ khẳng định anh sẽ hút mỡ bụng, các bắp tay, chỉnh hình một số đường nét trên gương mặt để lấy lại dáng vẻ hơn xưa. Tuấn Dũng lần đầu lên tiếng sau gần 2 ngày im lặng vì Lê Lộc từ chối tình cảm trên sóng truyền hình. Câu chuyện friendzone của Tuấn Dũng và Lê Lộc vẫn là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả suốt gần 2 ngày qua. Tuấn Dũng, Lê Lộc vốn là hai diễn viên hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân, có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay. Tuy nhiên, ít ai ngờ, trong tập 10 chương trình Người Ấy Là Ai, Tuấn Dũng lại có mặt và bày tỏ cảm xúc với Lê Lộc. Dù biết Tuấn Dũng theo đuổi, nhưng Lê Lộc vẫn quyết định trao hoa cho chàng trai mà cô dành nhiều cảm xúc hơn, bởi theo Lê Lộc, cô muốn giữ tình bạn với Tuấn Dũng. Sau câu chuyện friendzone này, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động và liên tục đưa ra quan điểm khi đứng trên cương vị Lê Lộc Tuấn Dũng. Cho tới đây, khi công chúng vẫn dành nhiều sự quan tâm, Tuấn Dũng đã đăng tải một dòng chia sẻ dài trên Facebook cá nhân, cho biết anh và Lê Lộc vẫn ổn. Bằng giọng điệu khá dí dỏm, Tuấn Dũng thừa nhận sau khi chương trình lên sóng, anh mới xem lại và cảm thấy bản thân hát hay quá trời mà vẫn bị Lê Lộc loại. Xin thú thật là hai đứa em không hề bật vô âm tính mà vẫn bật điện thoại âm thầm gọi cho nhau, và lời lẽ của cả hai đều không hề có sự mâu thuẫn gì, ngược lại còn hề hơn trước, Tuấn Dũng nói. Nam diễn viên khẳng định thêm vì anh không có thói quen sử dụng mạng xã hội nên không online nhiều. Chứ không buồn phiền như mọi người nghĩ, cả em và bé Lộc vẫn rất ổn, Tuấn Dũng trấn an người hâm mộ. Không riêng gì Tuấn Dũng, Lê Lộc cũng đăng tải hình ảnh thân thiết bên nam diễn viên và chia sẻ sau khi chương trình Người Ấy Là Ai lên sóng. Cô khẳng định tình bạn với Tuấn Dũng vẫn còn mãi. Dù câu chuyện friendzone không thành, nhưng Tuấn Dũng, Lê Lộc vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến từ đông đảo khán giả. Người hâm mộ lo lắng cho Thu Thủy khi cô yêu nhanh cưới vội dù đã trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Thông tin nữ ca sĩ Thu Thủy sẽ lên xe hoa lần 2 vào đầu tháng 7 với bạn trai kém tuổi khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Liệu cô đã tìm được đúng người đúng thời điểm để có được một hạnh phúc trọn vẹn hay chưa? Sau hơn một năm kể từ khi tiết lộ trong nước mắt về chuyện hôn nhân không hạnh phúc, nữ ca sĩ Thu Thủy mới đây đã chính thức công khai người tình kém cô 10 tuổi. Cả hai đã có một khoảng thời gian tìm hiểu nhau trước khi quyết định cho tất cả mọi người biết. Không chỉ công khai tình cảm đơn thuần, tình trẻ của Thu Thủy mới đây đã quỳ gối ngỏ lời cầu hôn cô trong khung cảnh cực kỳ lãng mạn và nữ ca sĩ đã gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, hình ảnh thiệp cưới của Thu Thủy và bạn trai Kim Nguyễn cũng bị rò rỉ trên mạng. Theo đó, hôn lễ sẽ được diễn ra vào ngày 4 tháng 7 sắp tới tại quê của Thu Thủy tại Đà Lạt. Bên cạnh việc chúc phúc cho Thu Thủy khi tìm được đúng người, đúng thời điểm để mở lòng thêm một lần nữa, đón nhận hạnh phúc cho riêng mình, thì vẫn canh cánh nỗi lo liệu cô đã thực sự gặp được một nửa đích thực. Khoảng thời gian qua, Thu Thủy kiên nguyện đến với nhau, yêu nhau và đi đến đám cưới có thể nói là quá nhanh so với tưởng tượng của nhiều người, vì Thu Thủy đã trải qua một lần đổ vỡ trong đau khổ. Khi sống với người chồng đã có hơn chục năm yêu nhau, nên việc cô vội vàng đón nhận một tình yêu mới, đặc biệt là anh chàng này còn nhỏ tuổi hơn, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Ngoài ra, nhiều người cho rằng hôn nhân trong showbiz càng kín càng bền, không nên công khai rầm rộ, sẽ trở thành tâm điểm chú ý soi mói của nhiều người.
vô hình chung biến nó trở thành áp lực với chính những người trong cuộc. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng với quyết định lên xe hoa lần hai quá nhanh của Thu Thủy. Không biết mọi người như thế nào, nhưng riêng mình nghĩ hôn nhân càng kín càng bền. Đây là mình thích như vậy chứ chẳng nói gì về Thủy. Không cần cầu hôn rùm beng như cặp này, ai thấy ngôn tình chứ mình cảm thấy không cảm tình. Có lẽ do tính mình không thích bị soi nhiều, sau này lỡ ly hôn lại càng bị chú ý, bị nhắc lại lại càng khổ tâm hơn nhiều. Nhất là khi Thủy đã một lần gian dở, phải càng cẩn trọng hơn mới phải. Mới thấy lên kể lể ly hôn chồng cũ, giờ lấy chồng mới quá nhanh, có vội vàng quá không? Bây giờ tuy Thủy hơn nhiều tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp, nhưng tầm 10 năm nữa Thủy sẽ già đi, nhưng chồng vẫn còn trai tráng lắm, mong sẽ là sự lựa chọn đúng của Thủy. Sau khi đổ vỡ lần đầu, tôi chỉ hy vọng hạnh phúc trong lần này, nhưng tao cứ cảm thấy bất an như thế nào ấy. Nói chung là mình mong Thu Thủy sẽ hạnh phúc. Có người chỉ trong cuộc mới hiểu được, vẫn mong đó là cái kết có hậu của một tình yêu đẹp. Thu Thủy đáng được nhận hạnh phúc và yêu thương sau những gì trải qua. Việc cô mở lòng để yêu thêm lần nữa không có gì đáng để bàn cãi. Nhưng thật sự nhiều người vẫn lo lắng và bất an thay cho Thu Thủy vì quyết định có phần vội vàng này. Sau ly hôn tim, Trương Quỳnh Anh ngày càng táo bạo, diện váy mỏng tang, cắt xẻ sâu, chặt chém các sao Việt trên thảm đỏ. Xuất hiện với trang phục từ nhà thiết kế Lâm Lâm, Trương Quỳnh Anh gây thương nhớ trên thảm đỏ chung khảo Miss World Việt Nam phía Nam, phía đầm xẻ tà khéo léo, khoe chân dài cùng vóc dáng thon thả. Tối 22 tháng 6, vòng thi chung khảo phía Nam của Miss World Việt Nam 2019, Hoa hậu Thế giới Việt Nam diễn ra với phần tranh tài của 33 thí sinh. Đây là cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra đại diện chính thức cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay. Xuất hiện trên thảm đỏ tại nhà hát Hòa Bình, được ca sĩ diễn viên Trương Quỳnh Anh thu hút với trang phục đầm dạ hội của nhà thiết kế Lâm Lâm. Chiếc đầm xẻ cao, khoe chân dài cùng vai trần đã giúp nữ ca sĩ khai thác triệt để vóc dáng gợi cảm cùng làn da trắng mịn. Đến sự kiện, Trương Quỳnh Anh choáng ngợp bởi độ hoành tráng và chỉnh chu của chương trình. Nữ ca sĩ hy vọng cuộc thi năm nay sẽ tìm ra được những người đẹp nổi bật để thay Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Không tham gia trình diễn như mọi lần, Trương Quỳnh Anh chọn cho mình một góc an toàn ở hàng ghế khán giả để xem 33 thí sinh tỏa sáng, ngồi cùng những người bạn đồng nghiệp. Thỉnh thoảng cô lại thỏ thẻ vào tai những người bạn để dành những lời khen có cánh cho các cô gái trẻ. Thích thú khi tận mắt chiêm ngưỡng, ngắm nhìn những người đẹp Việt tỏa sáng trong cuộc thi nhan sắc uy tín của Việt Nam. Trương Quỳnh Anh hài hước cho biết, từ bé tôi cũng từng có ước mơ trở thành hoa hậu, từng dùng tô đĩa để đội lên đầu làm vương miện, dùng chăn mền quấn vòng quanh người để làm váy dạ hội và tự tin đi các quốc. Thế nhưng đó chỉ là ước mơ từ lúc bé, vì khi lớn lên tôi không may mắn sở hữu đôi chân dài và vóc dáng nổi bật nên vẫn xem đó là kỷ niệm đẹp. Có nhiều ý kiến cho rằng Trương Quỳnh Anh nên tham gia những cuộc thi về Hoa hậu Quý Bà để tìm kiếm ngôi vị, thay đổi cuộc đời. Nữ ca sĩ cho biết cô đã từng nhận rất nhiều lời mời từ các cuộc thi Quý Bà, nhưng cô không cần suy nghĩ và từ chối ngay. Trương Quỳnh Anh cho rằng hiện giờ cuộc sống của cô đã bình yên và an nhàn mọi thứ. Cô thích việc đi đóng phim, đi hát, thời gian còn lại ở nhà chăm sóc gia đình, chơi với con trai. Mọi thứ với tôi vậy là quá đủ, tôi không muốn có sự thay đổi nào bất ngờ trong cuộc sống của mình để ảnh hưởng đến bản thân và mọi người xung quanh, Trương Quỳnh Anh cho biết. Ở thời điểm hiện tại, Trương Quỳnh Anh đầy năng lượng để trở lại mạnh mẽ hơn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Nữ ca sĩ ngày càng mặn mà, xinh đẹp hơn bởi những phụ nữ vượt qua bão tố mới là những người phụ nữ quyến rũ và thu hút. Vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho quý tử hoành tráng. Họ đã thuê hẳn sảnh tiệc tại một nhà hàng ven sông cao cấp để làm không gian chung vui với mọi người. Đây là buổi tiệc sinh nhật đầu đời của bé Bảo Bảo, nên cả hai đã tổ chức cực hoành tráng và sang trọng trong một không gian riêng khá lung linh. Hôm qua, 24 tháng 6 là ngày con trai Lương Thế Thành, Thúy Diễm tròn 1 tuổi. Để kỷ niệm cho ngày đặc biệt này, thì cả hai đã cùng thuê hẳn một sảnh tiệc tại khu biệt thự Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, làm không gian tổ chức tiệc mừng cho bé. Đây cũng là dịp mà người thân trong gia đình, cũng như bạn bè, đồng nghiệp, có thể cùng gửi lời chúc đến chàng trai bé nhỏ của hai vợ chồng. Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã cùng ekip chuẩn bị một không gian ngoài trời khá lung linh. Tông màu chủ đạo là trắng xanh, tạo cảm giác một khu vườn cổ tích cho con trai, cũng như những bạn nhỏ đến tham gia cùng gia đình. Để chuẩn bị bữa tiệc như thế này, chắc chắn ba mẹ bé Bảo Bảo đã tốn không ít chi phí. Bàn tiệc được đặt ngoài trời tạo nên một khoảng không gian thoáng đãng cho mọi người.
Cận cảnh các chi tiết trang trí tại buổi tiệc mừng bé Lương Thế Bảo tròn 1 tuổi được ekip trang trí rất chỉnh chu và kỹ lưỡng. Nữ diễn viên diện chiếc đầm xanh theo đúng tông màu chủ đạo trong khi hai ba con lại mặc vest đen trắng hết sức bảnh bao. Nhân vật chính của buổi tiệc ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh với nhiều màu sắc bắt mắt. Vợ chồng Thúy Dị muốn tổ chức buổi tiệc này để đánh dấu tuổi đầu đời thật đặc biệt cho con trai cưng. Ông bà nội không bỏ lỡ dịp sinh nhật của cháu cưng. Cặp đôi không quên đánh lẻ để ghi lại những khoảnh khắc tình tứ. Nam diễn viên thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến quan khách để dành thời gian đến chung vui. Con trai cùng ba mẹ thổi nến trong sự reo hò của mọi người. Cùng chúc cho cậu quý tử Bảo Bảo sẽ luôn khỏe mạnh, ăn mau chóng lớn và bình an trong tình yêu thương của bố mẹ và ông bà.